Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với series phim kinh dị Nhật Bản. Bộ phim này có một câu chuyện chính và 5 câu chuyện nhỏ độc lập. Nhưng thực chất 5 câu chuyện nhỏ này cũng phản ánh câu chuyện chính. Để dễ dàng kể chuyện, trưởng thôn sẽ giải thích 5 câu chuyện nhỏ trước. Câu chuyện thứ nhất, sự thật ẩn giấu trong những điều vô hình. Tại sao cái tên lại dài và kỳ lạ như vậy thì trưởng thôn sẽ giải thích sau. Cô gái tóc ngắn này là một phụ nữ sống độc thân. Trong bộ phim này có rất nhiều phụ nữ độc thân, họ có công việc và cuộc sống khác nhau, và cô gái này có thể là một người kinh doanh bởi vì cô ấy có một nhà kho nhỏ. Một ngày nọ, khi cô đang bê những chiếc thùng vào kho, thì đột nhiên phát hiện ra một ông chú râu ria xồm xoàm đang bí mật theo dõi cô ấy. Vì lịch sự nên cô gái tóc ngắn gật đầu chào ông chú rồi vội vã rời đi. Trên đường về nhà, cô đặc biệt chú ý đến thông báo tìm người dán trên bảng, nói rằng gần đây có nhiều cô gái trẻ bị sát hại. Ngày hôm sau, khi cô gái tóc ngắn đi ngang qua kho của mình lần nữa, thì thấy ông chú râu ria xồm xoàm ngày hôm qua lại đang dùng bạo lực phá khóa cửa kho của cô ấy. Cô gái tóc ngắn nhìn thấy vậy thì liền cầm cây sắt bên cạnh, rồi lao vào tấn công ông chú một cách dã man. Tất cả các loại máu A, B, AB, O, E đều có, cảnh tượng kinh khủng vô cùng. Lúc này ống kính quay vào bên trong kho của cô gái tóc ngắn, nơi có 4 chiếc thùng lớn. Mỗi chiếc thùng đều dính đầy máu, một trong số đó còn kẹp một chiếc áo len màu đỏ. Đây chẳng phải là chiếc áo len màu đỏ trong thông báo tìm người đó sao? Hóa ra người phụ nữ có vẻ yếu đuối này lại là một kẻ ác nhân hàng loạt. Còn ông chú râu ria xồm xoàm kia rất có thể là bố của cô gái mặc áo len đỏ. Ông ấy phát hiện ra kho của cô gái tóc ngắn có điều bất thường nên muốn phá cửa xông vào. Không ngờ ông ấy lại không có bất kỳ kỹ năng phòng thủ nào, chỉ có thể đứng yên chịu trận. Vì vậy câu chuyện này gọi là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Câu chuyện thứ hai, 6 ngày của tình yêu và nỗi ám ảnh bất thường. Iyamoto là một nhân viên giao hàng. Một ngày nọ, anh ấy giao hàng cho một cô gái luôn mặc áo len đỏ. Cô gái này bị tàn tật bẩm sinh, khuôn mặt già dặn nhưng chiều cao lại chỉ bằng một đứa trẻ. Sau khi giao hàng xong, Iyamoto cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng không để tâm lắm. Nhưng kể từ đó Iyamoto liên tục nhận được những cuộc gọi quấy rối. Người ở đầu dây bên kia luôn nói những lời như em nhớ anh quá, em muốn gặp lại anh có nhớ em không? Thậm chí là người đó còn trực tiếp đi theo đến tận nhà anh ấy. Thanh niên thấy cảnh tượng thì tắt máy và rén ngang. Một tuyên bố rõ ràng như vậy nhưng cô gái áo đỏ vẫn không bỏ cuộc. Một đêm nọ, Iyamoto phát hiện ra cô ấy đã lén lút động vào quần áo của anh ấy để trong máy giặt. Điều này hoàn toàn làm Iyamoto tức giận, anh tiến lên đẩy cô gái ra và nói những lời sỉ nhục, rồi cầm lấy quần áo và quay người bỏ đi. Ngày hôm sau, anh phát hiện ra mình bị chảy máu đầu trong nhà tắm của mình. Cảm thấy kinh hãi, Iyamoto kiểm tra bản thân nhưng không hề bị thương, máu từ đâu ra vậy? Cuối cùng anh ấy phát hiện ra, trong bình dầu gội của mình được đổ đầy máu. Thứ trong lọ dầu gội chính là máu của cô gái áo đỏ. Cô ấy giơ bàn tay thiếu một ngón của mình lên cho Iyamoto xem, dường như đang khoe khoang. Nhìn này, em nguyện ý hiến dâng cả thân thể này cho anh, em cũng có thể dễ dàng vào nhà anh. Nếu gặp trường hợp như vậy thì các bạn có đồng ý lời tỏ tình không? Trưởng thôn mà gặp thì xách dép chạy lâu rồi. Tình yêu điên cuồng của cô gái áo đỏ vẫn chưa dừng lại đâu. Iyamoto liên tục nhận được điện thoại của cô ấy. Không ngờ lần này, cô gái áo đỏ đã dùng chính mạng sống của mình để chứng minh tình yêu. Iyamoto trên xe vẫn chưa hết bàng hoàng, thì cô gái áo đỏ từ từ đứng dậy một cách quỷ dị, không biết cô ta là người hay quỷ nữa. Câu chuyện thứ ba, trí tưởng tượng và bóng tối được tạo ra bởi sự tò mò. Tôi không biết liệu các bạn có từng nhìn lén điện thoại của người khác trong tàu điện ngầm đông đúc hay không. Tôi thì đã từng khi trên xe bus, thực sự là không thể kiềm chế được. Người đàn ông mặc vest trong câu chuyện thứ ba chính là một kẻ háo sắc thích nhìn lén điện thoại của người khác. Một ngày nọ khi tan làm, anh ta lên một chiếc xe buýt. Người ngồi trước mặt anh ta là một cô gái tóc ngắn đang nhắn tin. Người đàn ông mặc vest thầm vui mừng, hôm nay tan làm có chuyện để xem rồi. Theo nội dung tin nhắn, cô gái tóc ngắn dường như đã có bạn trai. Cô đang trò chuyện với bạn trai về địa điểm hẹn hò tối nay. Nhưng khi trò chuyện, nội dung tin nhắn dần trở nên đen tối. Cô gái tóc ngắn dường như đã giết người cùng với bạn trai của mình, thậm chí cả việc xử lý xác sau đó cũng bị người đàn ông mặc vest nhìn thấy. Thật là không đơn giản, chỉ là nhìn lén tin nhắn thôi sao lại có một vụ án mạng. Nội dung tiếp theo trong đoạn tin nhắn còn đáng sợ hơn. T
Tên mặc vest đọc được thì giật mình hoảng sợ tự hỏi, làm sao cô ta biết mình đang nhìn lén, phải làm sao bây giờ đây? Tin nhắn mới lại đến, tên mặc vest tự hỏi có nên đọc trộm tin nhắn tiếp không? Mặc dù lý trí thì bảo không nhưng có một sự cám dỗ cực kỳ lớn. Liệu cô ta và bạn trai có phải đang lên kế hoạch để thủ tiêu mình hay không? Cuối cùng tên mặc vest cũng không thắng được sự cám dỗ mà đưa ánh mắt sang nhìn. Trong tin nhắn vừa xuất hiện dòng chữ muốn xử lý người đàn ông mặc vest, chỉ thấy một người ngồi phía trước họ trực tiếp rút dao ra. Hóa ra, người tình của cô gái tóc ngắn đã lên xe buýt ở trạm trước đó. Kết cục của kẻ mặc vest thích đọc trộm tin nhắn ra sao thì các bạn tự đoán nhé. Liệu có phải là một thi thể nữa được giấu trong bê tông? Câu chuyện thứ tư, bóng tối đến từ khoảng cách giữa lý tưởng và hiện thực. Cô gái xinh đẹp này là một nhân viên văn phòng và là một phụ nữ sống độc thân. Mỗi ngày khi cô ấy về nhà thì trời cũng đã tối khuya. Cô chỉ có thể ăn một ít đồ ăn nhanh của cửa hàng tiện lợi, mỗi ngày đều đáng thương như thế. Hôm nay cũng vậy, cô vừa đổ nước nóng vào mì gói thì chuông cửa reo lên. Đối phương tự nhận là hàng xóm của cô ấy, anh ta nói vì hôm nay nấu hơi nhiều món hầm, ăn không hết nên muốn mang cho cô một ít. Cô gái đương nhiên là từ chối một cách tế nhị. Ai mà dám ăn đồ ăn do người lạ mang đến cơ chứ? Ngày hôm sau tan làm về, vẫn là thời gian quen thuộc và hộp đồ ăn tiện lợi, chuông cửa lại reo. Cùng một kiểu dáng, cùng cái nồi hầm đó, hàng xóm lại mang món hầm đến cho cô ấy. Cô gái vẫn cảm thấy người này rất kỳ quái nên không dám mở cửa cho anh ta. Đối phương đứng ngoài một lúc không ai trả lời thì quay người bỏ đi. Ngày thứ ba vẫn vào thời gian đấy, tiếng chuông cửa lại reo, vẫn cùng một kiểu dáng, cùng một nồi hầm. Thật hiếm có người nào mà kiên trì như vậy. Cô gái đắn đo có nên mở cửa cho anh ta, sau đó cô khóa xích an toàn rồi từ từ hé cửa giao tiếp một chút với đối phương. Đối phương tháo mũ và nở một nụ cười rất ấm áp, nói rằng anh ta là đầu bếp của nhà hàng, hai ngày nay đang nghiên cứu món ăn mới nên mỗi ngày đều còn thừa rất nhiều món ăn. Vì không muốn lãng phí nên anh ta mời hàng xóm nếm thử. Cô gái nghe xong thì mới nhẹ nhõm, hàng xóm là một đầu bếp đẹp trai, lại còn nhiệt tình mang đồ ăn đến cho cô ấy, hóa ra trước đây mình đã quá đề phòng. Nhận lấy nồi hầm của đầu bếp đẹp trai, cô gái vui mừng khôn xiết. Tối nay không cần ăn đồ tiện lợi nữa rồi. Hơn nữa tay nghề của anh chàng này thật sự rất tuyệt vời. Vừa có đồ ăn ngon, còn có thể tìm được một người yêu nữa. Vì mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà chớp nhoáng cô đã ăn hết cả một nồi. Ngày hôm sau, cô gái đang hí hửng chuẩn bị ra ngoài thì bắt gặp hàng xóm bên cạnh cũng vừa mở cửa. Nhưng người bước ra lại không phải là anh chàng đẹp trai tối qua. Chẳng lẽ anh ấy đã kết hôn rồi sao, lại mất một cơ hội. Mặc dù cảm thấy tiếc nuối nhưng cô gái vẫn lịch sự nói lời cảm ơn với đối phương, nói rằng ông xã của cô đã mang món hầm đến, tối nay cô ấy sẽ rửa sạch nồi và mang trả lại. Người hàng xóm đứng ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì. Nghe hàng xóm nói vậy, cô gái dường như đã hiểu ra điều gì đó. Cô liền lập tức về nhà, lục lại món hầm còn thừa ngày hôm qua. Hóa ra, bí mật để làm nên món hầm thơm ngon đó chính là lưỡi người. Câu chuyện thứ 5, sự khác biệt giữa ác mộng và kết cục xảy đến với bạn. Cô gái tóc xoăn này cũng là một phụ nữ độc thân. Một ngày nọ khi tan làm về nhà, cô đột nhiên phát hiện ra trong túi áo của mình có một mẩu giấy nhỏ. Mở ra xem, bên trong viết một con số 30. Cô gái tóc xoăn không để tâm lắm mà vứt vào thùng rác. Ngày hôm sau trên đường đi làm, cô lại phát hiện ra một mẩu giấy. Lần này con số đã biến thành 29, mặc dù có chút khó hiểu nhưng vì đã gần muộn giờ làm. Hôm sau trước lúc đi làm, rút kinh nghiệm như lần trước, lần này cô gái cẩn thận kiểm tra túi áo không có gì thì mới đi làm. Nhưng lúc vừa bước xuống xe bus, sờ vào túi áo thì mẩu giấy đó lại xuất hiện một cách kỳ lạ. Trong thời gian ngắn như vậy ai mà bỏ được vào túi áo của cô, thật khó hiểu. Những ngày tiếp theo, cô gái tóc xoăn vẫn nhận được những mẩu giấy nhỏ trong túi áo của mình, con số trên đó liên tục giảm dần theo từng ngày. Cô gái tóc xoăn kể nỗi khổ tâm của mình với đồng nghiệp. Đồng nghiệp nói, hay là cô bỏ một mẩu giấy vào túi áo để mắng người ta đi, một số người phải bị mắng mới chịu. Cô gái tóc xoăn nghe vậy lập tức viết một mẩu giấy bỏ vào túi áo. Nhưng mẩu giấy vẫn xuất hiện một cách kỳ lạ, hơn nữa còn không chỉ vậy. Cô còn phát hiện ra một mẩu giấy trong hộp thư của nhà mình, con số trên đó đã giảm từ 10 xuống 2. Có nghĩa là người đó biết nhà cô ở đâu, cô sợ hãi vội vàng chạy về nhà. Nhưng sao mà thoát được, ở giữa phòng khách là con số 1 to lù lù nằm trên sàn. Người đó không chỉ biết nhà cô ấy ở đâu, mà còn có thể tự do ra vào. Từ đó cô gái tóc xoăn không dám về nhà nữa. Đồng nghiệp cảm thấy cô rất đáng thương nên đã ngỏ ý để cô qua ở nhờ. Thế là hai người đã quay trở về nhà của tóc xoăn để lấy một số đồ dùng cá nhân. Trở về nhà, cô gái tóc xoăn vì quá sợ hãi nên không dám kiểm tra hộp thư nữa.
Mặc dù bác sĩ đã cố gắng hết sức cứu chữa nhưng vẫn vô ích, đồng nghiệp đã chết thay cho cô ấy. Khi cảnh sát gọi tóc xoăn đến để hỏi cung, người phụ nữ tóc xoăn vừa bước đi vừa nở một nụ cười kỳ quái. Mặc dù nhiều người nghi ngờ tóc xoăn cố ý sát hại đồng nghiệp, nhưng trưởng thôn nghĩ cô ấy chỉ cảm thấy may mắn khi đồng nghiệp đã chết thay cho mình. Tiếp theo đến câu chuyện chính cuối cùng, câu chuyện này được gọi là cám dỗ và nghi ngờ. Câu chuyện chính được xen kẽ trong các câu chuyện nhỏ, kể về một phụ nữ độc thân lớn tuổi. Cô ấy cũng là nhân viên chăm sóc khách hàng của một công ty sản xuất máy hút bụi. Đồng thời cô cũng là tình nhân lén lút của ông sếp. Sếp của cô luôn đến gặp cô ấy vào tối thứ 6 hàng tuần để ân ái. Một buổi sáng nọ sau khi thức dậy, Seiko đột nhiên phát hiện ra trên kính cửa sổ ban công của mình xuất hiện vài dấu vân tay. Nhìn vào hình dạng của dấu vân tay, dường như có người đang áp sát kính nhìn lén cô ấy. Không kịp suy nghĩ, Seiko liền vội vã đi làm. Công việc của cô ấy phải liên tục tiếp nhận những cuộc gọi khiếu nại từ những khách hàng giận dữ. Vẫn như mọi khi, Seiko nhận được một cuộc gọi khiếu nại từ một bà lão nói tục. Người kia nhất định yêu cầu Seiko phải thừa nhận mình là kẻ ngốc rồi xin lỗi bà ta mới chịu dừng. Là một nhân viên chăm sóc khách hàng, Seiko chỉ có thể làm theo. Hôm nay Seiko lại nhận được cuộc gọi khiếu nại của bà lão kia, người kia vẫn không tha mà đòi Seiko phải xin lỗi. Lúc này Seiko để ý đến tên của bà lão đó, cái tên này rất quen thuộc. Chẳng phải là tên của bà hàng xóm hiền lành kia sao? Bà ấy thường xuyên cười nói với Seiko khi tan làm về, hôm nay cô vất vả rồi, có gì khó khăn cứ nói với tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Không ngờ một người hiền lành như vậy lại có tới hai bộ mặt. Hôm nay ông sếp lại đến nhà của Seiko để hẹn hò. Cô đã kể chuyện về bà lão hàng xóm cho anh ta nghe, nhưng anh ta chỉ muốn làm chuyện ấy với cô, không có thời gian để nghe cô than phiền. Rõ ràng tên sếp chỉ muốn lợi dụng thể xác của cô ấy. Một ngày nọ, Seiko lại nhận được cuộc gọi khiếu nại từ bà hàng xóm. Mặc dù người kia có lẽ không biết cô ấy là hàng xóm, nhưng cũng không cần phải nói chuyện khó nghe như vậy chứ. Seiko vô cùng ức chế, cô không nhịn được mà nói lại, sản phẩm thật sự không hoạt động ư, hay là bà cảm thấy cô đơn quá nên ngày nào cũng gọi đến. Người kia nghe xong thì im lặng vài giây, rồi sau đó đáp lại. Hóa ra bà ta biết hết mọi chuyện, người trốn ngoài cửa nhìn lén sếp và Seiko ấy nhau chính là bà hàng xóm. Tối hôm đó tan làm về nhà, Seiko gặp bà lão hàng xóm trước thang máy. Bà ta như một người vô sự vẫn ân cần hỏi thăm Seiko. Cô lúng túng đáp lại rồi bước vào thang máy. Đột nhiên lúc này nụ cười của bà lão dần trở nên quỷ dị. Bên kia trong nhà ông sếp, người vợ nói với anh ta, gần đây anh về muộn thường xuyên, đặc biệt là tối thứ sáu. Hắn cười ngại ngùng nói, làm việc xã giao thôi mà. Người vợ nửa đùa nửa thật nói với hắn, anh mà nói dối thì em sẽ giết anh đấy. Ngoài việc cười trừ thì hắn còn có thể nói gì nữa chứ. Hắn vừa rời khỏi nhà thì đột nhiên có điện thoại gọi đến từ một người bán hàng. Người kia nói muốn tặng miễn phí một dịch vụ sinh hoạt cho gia đình họ. Dịch vụ này sẽ giúp cuộc sống của hai vợ chồng tốt đẹp hơn. Ngoài ra đối phương còn nói chính xác địa chỉ nhà và lịch trình của vợ chồng họ trong 2 ngày tiếp theo. Người vợ rất tức giận liền cúp máy, nhưng người kia không nản lòng liên tục gọi lại, nhất định phải tặng dịch vụ sinh hoạt cho cô ấy. Đối phương còn nói, chồng cô sẽ chết bất ngờ sau 2 ngày nữa, cô có muốn mua bảo hiểm không? Thực chất, người ở đầu dây bên kia chính là Seiko, cô ấy đã nảy sinh ý định muốn giết chết tên sếp. Bên này người vợ nghe thấy đối phương nói chính xác thông tin về họ, cô ấy cũng có thể đoán được người ở đầu dây bên kia chính là tình nhân của chồng mình. Lúc này người vợ do dự vài giây. Sau khi cúp máy, tên sếp quả nhiên nhận được tin nhắn từ Seiko nói có việc quan trọng cần qua nhà gấp. Nhìn thấy tin nhắn, tên sếp liền vội vàng chạy đến. Trong nhà dường như không có ai, tên sếp đẩy cửa từ từ đi vào. Lúc đi qua nhà tắm hắn nghe thấy tiếng vòi nước đang mở. Hắn tiến đến lại gần kéo rèm ra. Tên sếp sợ hãi đang định gọi điện báo cảnh sát thì đột nhiên Seiko xuất hiện từ phía sau. Ngày hôm đó tên sếp có chết hay không thì không biết, nhưng số tiền trong sổ tiết kiệm của vợ hắn ta đã tăng vọt. Còn Seiko đáng thương của chúng ta cũng không tha cho bản thân mình.